hút khí ra khỏi mình với những lượng khí đó ra thì đồng nghĩa rằng là mình rút xong á, áp suất có đổi không, đúng không? Và đổi thì đổi tới mức độ là áp suất bên trong và bên ngoài nó phải như nhau nhau bạn, nó phải bằng nhau thôi đó, ok chưa? Yeah. Nghĩa là sau mỗi lần rút khí ra là áp suất mình đổi liền, đổ bạn nó đổi liền cái áp suất đó và sẽ dẫn đến một điều rằng là áp suất bên trong và bên ngoài của khối đến sẽ bằng như vậy, bạn bằng nhau, ok. Vậy bây giờ với bài này liên quan đến số mol khí, để ý một chút nè mọi người, nên dẫn đến đây á mình có công thức BV bằng NRT đúng không? Đúng không? Vậy suy ra số mol khí bằng gì? BV chia rồi RT rồi, mình sử dụng công thức này nha. Mình sử dụng công thức này để tính nè mọi người, ok ha. Rồi bây giờ mọi người coi mình cái mọi người bây giờ phân tích nha. Rút lần 1. Rút lần 1 thì có phải là số mol khí sau lần rút 1 này nó còn như ban đầu nữa không? Không. Bây giờ thầy họ gọi nha. Thầy gọi ban đầu á là N0. Đúng rồi. Ok chưa? Thôi N ban đầu đi, hai N ban đầu thì khỏi ghi là không. Và trừ cho các đợt mà rút ra lần đầu á, gọi cái lần rút 1 là N01. Hay cụ thể mọi người nhìn nè bạn, cái phần khí này là phần khí còn lại trong bình. Còn bình. Ok không? Đúng rồi. N này là ban gì vậy? Lúc gì lúc này? Lúc gì bạn? Lúc đầu bình không? Đúng không? Đúng không? Lúc đầu của bình đó mọi người, đúng rồi. Còn cái N không này là lượng gì các bạn? Lượng bị rút gì? Rút ra. Đúng không? Rồi, bây giờ mọi người coi nè mọi người ơi, coi nha. Vậy chú ý mọi người ơi, vậy sau khi rút xong á, áp suất của phần rút ra và áp suất của phần mà còn lại trong bình á, nó phải như nào nhau? Mình mới nói nãy như nào nhau bạn? Bằng nhau không? Vậy mọi người coi nha. Vậy dẫn đến lúc sau thầy gọi áp suất là B1 rồi, B1 còn lại trong bình này đúng không? Thì thể tích bình là cái chữ gì? Thể tích bình là chữ gì bạn? Chữ gì? Chữ B không? Quay mang ngang nè, đúng không? Rồi chia. Rồi chia cái gì mọi người? Chia gì? Rõ chân chó cho T. Đúng không? Mà tớ đổi không? Tớ đổi không? Không luôn, tí mình dẹp mình khỏi tính rồi. Rồi bây giờ bằng. Đầu bình thì áp suất nó là chữ gì? Nó là chữ gì bạn? Nó là chữ B gì? B0 ban đầu. Bộ áp xe. Đúng rồi. Ok ha. Rồi nhân về chia cũng rời tay không? Đúng không? Trừ phần rút ra thì áp suất phần rút ra là B mấy? B1. Nhưng mà thể tích phần rút ra là B gì? Phần rút ra là B gì? Thể tích phần rút ra là B gì? B0. Chia rời nhân gì? Nhân B. Các bạn nhìn bảng. Chia từ gì hai bé? Chia từ hai bé mọi người. Chịt được RT không? Rồi mình làm tắt một bước như này, các bạn nhìn lại kỹ nè mọi người, lại không hết chỗ rồi, là tắt nha. Thằng nào mà dính đến trừ B0 được, B1 giống nhau không? Thầy chuyển vế qua đây, thầy rút B1 ra ngoài. Vậy là thầy được bên trái, vế trái của thầy sẽ là B1 nhân cho V cộng B0. Và vế phải của mình là B0 nhân V không? Hiểu không? Đúng rồi, không áp suất ban đầu ha. Vậy thì dẫn đến là mình sẽ có là áp suất sau lần rút thứ nhất của chúng ta cũng là bằng B0 nhân cho V chia cho V cộng B0. Đây là lần rút thứ 1. Ok nào. Sau lần rút này áp suất trong mình là bao nhiêu? Là B mấy? Là B1. Nhớ dùm nha. Rồi, vậy rút lần 1, bây giờ mình bắt đầu rút lần 2. Mình làm khoảng 3 lần, các bạn nhìn được vấn đề liền. Rút lần 2, N2, rút sau đúng không? Rút đầu của N2 chính là cái gì? N1. Rút đầu của N2 chính là cái gì bạn? Chính là N1 không? Đúng bạn, nghĩa là khối khí bên còn lại đầu mình đó là đầu của N1 không rồi? Đúng không ạ? Trừ cho N0 gì? N02. Bây giờ mình làm một cách tương tự luôn ơi. N2 ha, thì áp suất của nó sẽ là B2. Thầy chia, thầy không ghi RT nha, tự hiểu nha. Đúng không ạ?
V2 nhân V bằng N1 có phải là B1 nhân V không? Đúng rồi. Trừ phần rút, sau khi rút xong thì áp suất của phần rút và áp suất còn lại mình nó bằng nhau. B2 nhân V0 không? Hay không ghi RT nữa, bởi vì chỉ tiêu nhau hết. Mà nhớ rằng là sau khi rút xong á là áp suất của phần còn lại trong mình và áp suất của khi rút ra hay bằng nhau á. Điều kiện cân bằng nó không rút được nữa. Ok không? Và nhìn luôn. Khi đó mình rút tương tự. Làm tương tự nha. Thì có V2 nó bằng B1 nhân cho V chia V cộng V0, hiểu ý này không? Kêu em nhỉ? Thì biến đổi xíu quá mọi người. Chuyển vế qua là V2 đúng không? Rút ra cũng phải là V2 nhân cho V cộng V0 không? Và vế phải mới là B1 nhân V không? Thì chia xuống là có này. Đó, mình hơi lẹ cái toán chút xíu nha. Rồi sau khi có cái này xong mấy bạn nhìn nè mọi người. Thay vì để B1, mình thay gì vô luôn? Mình thay B0 vô luôn. Vậy có phải mình sẽ được cái này á, nó là B0 nhân cho V chia V cộng V0 mũ mấy? Mũ 2. Đúng không? Đúng không? Rồi bây giờ tiếp mình rút lần 3. Bài rút 11 lần thôi, là tới lần thứ 11 rồi mình xong bài ha. Một vòng nữa. Rồi giờ coi rồi rút lần 3 nha. Rút lần 3 thì có phải mình sẽ có là N3 bằng N trước N3 là mấy? N2 trừ N02 không? Và từ đây các bạn chuyển nó được điều gì? Tương tự B3 nhân V, đúng không? Bằng N2 là B gì? B2 nhân V trừ B3 nhân V gì các bạn? V0 không? Coi nó hơi khó hiểu xíu nha. Để ý kỹ này đúng không mọi người? Lúc sau thì áp suất còn mình mà rút ra phải bằng nhau, thấy không? Và từ đây mình rút ra được tương tự như vậy. Mình sẽ có B3 bằng B2 nhân cho V chia V cộng V gì? V0 không? Chuyển vế B3 qua đây nè. V cộng V0 đúng không? Bên này là B2 nhân V, đúng không? Mình thay nhóc B2 xuống, mình có là B0 nhân cho V chia V cộng V0 mũ 3. Thôi đủ rồi nha, không làm nữa nha. Mình quy nạp được không? Vậy bài này nếu mình quy nạp lên, vậy thì nếu như rút ra lần thứ N thì dẫn đến B áp suất mình lần thứ N chính là bằng B0 nhân cho V chia V cộng V0 mũ gì? Quên nào. Bài này từng xuất hiện trong ví dụ rồi. Nhưng cái câu ví dụ trong sách á là mình ghi là để đó ai làm được gửi qua. Và muốn tìm được cái N á, nếu như bài nó hỏi ngược lại đi tìm cái N đi thì các bạn phải lấy hàm gì? Lấy log 2 vế. Log. Đúng rồi. Đúng rồi, các bạn phải lấy log 2 vế để các bạn tìm được N. Đúng không? Đó này không rồi, đúng không? Ok không? Nhưng bài này đỡ quá, nó kêu bạn là tìm áp suất sau N lần rút ra với N là bao nhiêu vậy? Rút mấy lần các bạn? 11 lần. Vậy ok, thì áp suất V0 là 1 nhân cho V là 8 chia cho 8 cộng 0,9 mũ 11 lần. Bài này hỏi ngược lại được nha. Rút ra bao nhiêu lần để áp suất bằng bao nhiêu? Ok ha, đây là cái tổng quát nhất của bài rút khí. Tổng quát đúng không? Không phải 30. Quá phê xong. Chữ về, chữ về không về. Bây giờ rồi.